Nhật thông tin về giá xe Hyundai Accent mới nhất, các chương trình khuyến mại khi mua xe và so sánh giá bán cùng phân khúc với các đối thủ như Toyota Vios hay Toyota Corolla Altis. Thế hệ mới nhất của Hyundai Accent vừa được ra mắt từ tháng 12 năm 2020 với nhiều thay đổi về ngoại thất và nội thất so với phiên bản cũ. Lần nâng cấp mới này thì Accent vẫn có 4 tùy chọn theo phiên bản và giá bán cũng không thay đổi, thấp nhất từ 425 triệu đồng. Xét về giá bán cùng với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng B thì Hyundai Accent có giá gần thấp nhất phân khúc. Vì vậy giúp dòng xe này của Hyundai đạt được doanh số top 1, đánh bại đối thủ Toyota Vios và khiến các đối thủ khác phải thèm muốn. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán. Khi mua xe Hyundai Accent mới, ngoài giá bán xe mà khách hàng phải trả thì để lăn bánh trên đường phố thì cần phải đóng thêm các khoản phí như thuế trước bạ, phí đăng kiểm, đăng ký biển số, Hyundai Accent 2021 vẫn sở hữu kích thước tổng thể tương tự đời cũ với dài, rộng, cao lần lượt là 4.440, 1 1.470 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm. Thông số này giúp Accent trở thành chiếc sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc. Ngoại thất của Accent 2021 có sự thay đổi rõ rệt nhất ở phần đầu xe. Tổng thể kiểu dáng xe không có gì thay đổi và đuôi xe cũng tương tự thế hệ trước. Phần mặt trước của Hyundai Accent bản nâng cấp 2021 với lưới tản nhiệt dạng hình thang ngược và các mắt lưới dạng phai cắt kim cương cực kỳ tinh xảo. Cụm đèn pha projector thiết kế sắc cạnh và tích hợp đèn ban ngày kiểu vuốt ngược về sau hiện đại hơn so với phiên bản cũ. Phần cản trước cũng có thiết kế thanh mảnh trông thể thao hơn, tạo bố cục liền khối với cụm đèn sương mù nằm trong hốc bên cạnh xe. Thân xe Accent trang bị gương điều khiển điện, tích hợp báo dễ dạng LED mang đến vẻ hiện đại cũng như đảm bảo an toàn khi chuyển hướng cho xe. La Giang sử dụng chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm đúc cùng kích cỡ 15 hoặc 16 inch trang bị cho tùy từng phiên bản. Đôi xe vẫn được thiết kế dạng cũ cụm đèn hậu LED và đèn xi nhan tạo hình mũi giáo. Cản sau nổi bật với đường viền chrome bo quanh tấm phản quang trông khá sang trọng. Bên trong nội thất Accent mới được trang bị khá nhiều tiện nghi và các tính năng giải trí phục vụ người lái và người ngồi sau. Màn hình hiển thị thông số kỹ thuật LCD nổi bật và hiển thị trực quan. Vô lăng của Ascent được trang bị các phím chức năng rảnh tay như cruise và mode control, bản AT đặc biệt, audio bluetooth control được bố trí khoa học dễ sử dụng. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi và hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống kết nối bluetooth, USB, MP4, radio, AUX, hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Vô lăng được bọc da cao cấp, ghế ngồi bọc da và cửa sổ trời là trang bị cho bản AT đặc biệt các bản còn lại không có cửa sổ trời và ghế ngồi bọc nỉ. Một số trang bị khác có thể kể đến như điều hòa tự động, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chống chói, gạt mưa tự động, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện thông minh. Hyundai Accent 2021 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ Kappa 1.4 LMP. Công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 132 Newton mét tại 4.000 vòng phút. Kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Mặc dù có giá bán thấp hơn các đối thủ nhưng trang bị an toàn của Hyundai Accent 2021 lại rất đầy đủ. Không hề thua kém thậm chí còn vượt trội hơn. Các trang bị an toàn trên dòng xe này như IBS, EBD, BA, ESC, VSM, cảm biến lùi, hệ thống chống trộm Immobilider hỗ trợ khởi hành ngang dốc và sáu túi khí